Ngày mai khi có phong ba cùng bước qua cơn bão lòng, dẫu cùng đời nghìn đắng cay khó khăn trùng xa, trời thương cho chén cơm non, vì sống anh em nghĩa tình, quyết một lòng đào nghĩa nhân vẫn không đổi thay. Tặng cây cho lớn và chịu khôn, vô danh tiểu tốt và có việc hiệu tôn, nhớ là anh dạy học anh nói thật liệu tốt, bước đi lên mặt nước trời ban tiểu táo lúc thường trước, để cho đường hoa tôi chọn đi đường trước, vượt qua hết những điều không lường trước, hiểu đừng đời là gió giông và tao cần cái cường bước, anh em tao đi cùng lý không sợ mòn thiên hạ, làm gì dũng khí không cần người biên họa, sống phải đấu tranh với những người chiên hại, kẻ việc đừng làm xấu danh hay giới trò điên dại, dù cái sao thì vẫn tốt nhân nghĩa như hoài kinh, học gan nghĩa đạo vẫn nhớ ơn đại kinh, bao cảm bảy phong tối tao hoài kinh, và cao xa và khôn lớn áo quét tôi hài sinh. Ngày mai khi có phong ba cùng bước qua cơn bão lòng, sau cùng đời nghìn đắng cay khó khăn trùng xa, trời thương cho chén cơm ngon, vì sống anh em nghĩa tình, quyết một lòng đào nghĩa nhân vẫn không đổi thay. Chen cơ.